Chào các bạn tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nổi bật 24 giờ qua ngày 29 tháng 4. Cha dượng nhiều lần hiếp dâm hai con riêng của vợ. Ngày 7 tháng 4, Tòa án dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chức, 33 tuổi, quê quán ở xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, về hai tội danh hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em. Theo cáo trạng, do quen biết từ trước nên vào tháng 4 năm 2014, Chất đã sống chung như vợ chồng với chị L, 46 tuổi, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Cả hai dọn về nhà của Chất tại huyện Trà Ôn. Ở được với nhau 10 ngày, chị L phải về quê đón cháu N, 12 tuổi, là con gái thứ hai của mình lên. Đến khi chung sống với Chất được vài ngày, lợi dụng chị L không có nhà, Chất đã xâm hại tình dục với bé gái này. Chất cấm bé gái nói chuyện lại cho mẹ ruột, v.v. Quỷ Rau Xanh dùng tiền hiếp dâm nhiều bé gái, về nhà không được nói với ai. Để thỏa mãn cái dục vọng, những kẻ đồi bại này đã dùng tiền mua chuộc những bé gái, khi thì đưa 30.000 và khi thì đưa 10.000, khiến bé gái non nớt phải giữ im lặng. Một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Đối tượng gây ra sự việc này là Hà Vũ Lừng, 18 tuổi, ngụ xã Tam Giang, huyện Nam Căn. Theo lời khai của Hà Vũ Lừng tại cơ quan công an, cách đây khoảng 3 tháng, trong lúc ở nhà một mình, Lưng nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với bé T và M ngủ ở gần nhà. Trước khi làm chuyện đồ bại, Lưng nói với hai bé rằng có quan hệ tình dục với đối tượng và sẽ đưa 30.000 đồng cho hai bé, và hai bé đã đồng ý. Sau nhiều lần quan hệ, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi đồ bại của mình với hai bé thêm rất nhiều lần nữa và đều cùng lúc có mặt hai bé. Bịt mặt, dùng súng cướp 2 tỷ ngân hàng, nghi phạm cao 1m7 và có dị tật ở chân. Hình ảnh camera ghi nhận lại diễn biến vụ cướp cho thấy nghi phạm có dị tật ở chân, dáng người cao khoảng 1m7. Vào sáng ngày 8 tháng 4, theo tờ Thanh Niên có thông tin, tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự, Tổng cục Cảnh sát của Bộ Công an đã đến tỉnh Trà Vinh để họp bàn phương án điều tra và truy bắt đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank ở chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trong sáng cùng ngày 28 tháng 4, tổ công tác Bộ Công an cùng với Công an tỉnh đã quay lại kiểm tra hiện trường vụ cướp ngân hàng. Theo nhận định của Cục Cảnh sát Hình sự, vụ cướp ngân hàng này mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm gây ra vụ cướp có thể đã theo dõi ngân hàng này một thời gian dài, chờ thời điểm phòng giao dịch không có khách, nhân viên đang hoàn tất để gây án rồi nhanh chân thẩu thoát. Nhìn lại những vụ cướp ngân hàng táo tợn những năm qua, từ những vụ cướp ngân hàng táo tợn ở tỉnh Trà Vinh, cũng điểm lại một số vụ cướp tương tự đã diễn ra trước đó với những thủ đoạn vô cùng tinh vi đã gây chấn động dư luận. Bảo vệ trường bị tình nghi là dâm ô với nhiều học sinh tiểu học. Sáng ngày 7 tháng 4, Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam đã khởi tố bắt tạm giam Đỗ Văn Hưởng, 59 tuổi, nhân viên bảo vệ của trường tiểu học, đã điều tra có hành vi dâm ô với trẻ em. Trước đó, nhiều phụ huynh đã gửi đơn tố cáo ông Hưởng và có hành vi xâm hại nhiều bé gái tiểu học. Ông Hưởng đã đến từng nhà xin lỗi nạn nhân và gửi quà bồi thường tinh thần, nhưng không có người nào chấp nhận. Nhà trường sau đó đã tạm đình chỉ công tác của nhân viên bảo vệ này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.